cống kiểm soát chiều Tân Thuận, một trong 6 cống kiểm soát chiều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Đây là vị trí có mật độ giao thông thủy lớn nhất trong vùng triển khai dự án. Từ sau Tết Nguyên đán, các công nhân đã xuất hiện trở lại trên công trường. Trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 60 công nhân đang tích cực thi công. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện tại khối lượng công trình của cống kiểm soát chiều này đạt khoảng 60%. Âu thuyền này 15 mét lọt lòng. Khoảng độ tháng 7 là mình sẽ thông cái âu thuyền, mình để mình đưa tàu đi vào cái đường âu và mình ngăn cái sông để mình làm cái dầm ngưỡng van và cái bùng bơm, thì như vậy là trong đầu tháng 3 bắt đầu là triển khai xử lý nền. Khi dời cái hàng rào xong, xử lý nền xong thì sẽ triển khai cái công tác bùng bơm. Mà hiện nay Tân Thuận là công tác cái bùng bơm là phải nói rằng là nặng nhất, vì cống Tân Thuận cái bùng bơm nó tới đây là một cái bùng bơm lớn nhất trong tất cả các cái bùng bơm của dự án chống ngập. Sau 10 tháng dừng thi công, chủ đầu tư đã thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng. Nguyên nhân vì phía công ty giám sát hợp đồng báo cáo nhiều vấn đề như việc chủ đầu tư dùng thép Trung Quốc hay vấn đề ngân sách, chi phí. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định những báo cáo của tư vấn giám sát là không có cơ sở, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để tái khởi động dự án. Tuy nhiên hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trong vùng triển khai dự án chưa hoàn thiện, nên cũng gây khó khăn cho việc triển khai đúng tiến độ. Do là có điều chỉnh một số cái tuyến là để giảm bớt đi cái bồi thường giải phóng mặt bằng, giảm bớt đi được cũng 50%. Thành ra là cái việc mà tôi hy vọng rằng cái đẩy nhanh cái tốc độ bồi thường giải phóng mặt bằng theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân rất là quyết liệt, ngày 30 tháng 6 thì như vậy là chúng tôi cũng sẽ triển khai coi như là cam kết là coi như đến cuối năm hoặc quý 1. Thì còn tất cả những cái vướng mắc mà hiện nay khó khăn về thủ tục thì trong cuối năm và đầu năm vừa rồi, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết liệt, phải nói là giải quyết tất cả những cái vấn đề về kiến nghị của các sở ngành, của nhà đầu tư. Có thể thấy những vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã có lời giải. Việc kiểm soát ngập do chiều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố sớm trở thành hiện thực. Và quan trọng hơn hết, hơn 6,5 triệu dân của thành phố sẽ không phải chịu cảnh ngập lụt.